chục kết nó còn, có khi 20 kết nó còn, tại lại ta lại 10 người 20 người chứ, 20 rồi. Mà cũng giờ chùa mình hồi cúng có Tết này không đủ mình uống mà sao mình cho ngày mai mình nhịn. Còn nước này người ta cho chục hay chục bình nước là chuẩn bị năm mùng 1 2 là ta không có bán. Có nghĩa là Tết người ta không đến. Thầy có lập kế hoạch gì cho năm mới mấy người này bởi vì cuộc sống nghèo là vậy á, làm ngày nào ăn ngày đó. Mình phải ví dụ như người ta phải cúng nhiều mình dự trữ một kho. Ở khi đến mới có nuôi đệ tử cả tháng này qua tháng nọ, những ngày ta lâu lâu người ta mới có tiền người ta lãnh lương trong cúng lành. Mà mình giờ mình nhảy mình không dự trữ không có kho là làm sao mà để lâu được. Rồi ăn có bữa cái hết rồi ngày sau lấy gì ăn. Cúng thầy có 6 lon. Mà quay cúng gì thầy kêu đi mua chứ cúng gì. Qua thầy đưa 100.000 đi mua cho thầy 6 lon á. Tưởng tốt lắm. Cho ở giờ cũng nhắc nó qua mua. Mua tiền thầy giờ thì muốn mua nhiêu cũng được. Đó. Chịu chưa? Có không? Qua ai đưa tiền? Và xạo cừ nữa. Xạo làm cái mua tặng thầy. Mâm cho thầy mấy trăm ngàn rồi còn. Nó còn mua cho thầy mấy cục xương chà bá. Thầy ơi, cho ăn rồi còn chửi nữa. Em mua cái cây vô cúng Phật phải không? Dạ. Sư cô ơi, mở chai vô cúng Phật nè. Không, thầy nói cúng Phật lại không? Giờ nói tóm gọn. Không. Mặn không thể nào mà cúng Phật được, mặn để ăn thôi là thì cúng. Cúng được chứ, cái cây là cúng không? Cúng được. Cái cây công nhận không? Em cô, cúng là đúng sai. Mở cửa cho con nhé. Không, thầy bị mở đó. Giờ bảo cho dự là... Thầy, cúng là lên quá. Cái mặt sao giờ, bảo ghét quá, bảo cho vô luôn. Thầy mở vô cửa cho em với thầy. Bảo cho vô. Thì khó. Bà tổ tiên cha mẹ mình xong mình mới đem xuống cúng ví dụ nửa tiếng nước đen xong mình đem xuống ăn cải thay là núi đè nha Phật, cúng chợt Phật thắp nhang lên rồi lát mình nửa tiếng đem nhưng mà làm gì nó nhóc nhóc đít lên gì đúng nha nhưng mà mặn hồi xưa giờ không ai cúng hết á có cái cây là cúng được hết hồi nhỏ thầy ở chùa thầy cứ cãi em lớn lên bằng quần mà nó cứ nhõng nhõng lên là lạ tự thầy ấy gì mấy cái đó của em hồi nãy chưa hát phải hát gì trong quần chim trong quần chim bay ra chim tung cánh bứt qua quần quần thầy mặn cái cây là cũng được hết đó thầy không có ai cúng mà nó hát nhiều kỳ bà con mặn ai cúng cái cây gì cũng không được đúng là đúng sao rồi giờ thiếu bông rồi bà con sao điên còn 8 ký bông nữa bây giờ chào giờ không thiếu bông bà con ơi tết nhất bà con mỗi người chỉ cần 2 ký thôi giờ chỉ cần 4 người nữa coi là được 8 ký mà giờ thầy trưng thêm 2 cây chánh điện nữa thì 4 ký nữa thì khoảng 12 ký rồi chùa mình rực rỡ luôn mà ký có 150.000 ký 130.000 mà cái cây mà người ta cắm vô nữa là 10 cây gì đó thì khoảng gần 150 khoảng 150 làm một chục hết tính 150 đó nha 150 là luôn cành luôn hoa luôn nụ luôn lá luôn là tổng cộng là cứ 1 ký là 150.000 bà con ủng hộ 2 ký cũng vui 3 ký cũng vui 4 ký cũng vui còn toàn trọn gói thầy sướng còn ai cũng dư ra thì thầy mua cái khác thầy mua bông thọ bông cúc nhất là thầy thích là bông gì bông bông thứ nhất là này bông giả bông mai rồi kế tiếp là bánh chưng bánh dày tiếp nữa là gì bà tết thường thường cần những cây sóc đào nhất là chùa chục 20 cây sóc đào thầy trưng xung quanh chùa luôn đó chỗ góc nào có tượng Phật để một bình có tượng Phật để một bình là chỗ nào xấu cái để xung quanh hàng ba xung quanh mấy cái cột chùa đó để xây quanh vòng tròn chúng ta tết thì ai cũng có cái niềm vui và hạnh phúc nên giờ thầy đưa mấy cái pháo ra đấu pháo nha bà con ơi mở cửa cho con mở cửa cho con con nó đúng hả? La đi mà con. Cô mà lạc tâm. La nó đi. Tung tung pháo, pháo đã. Đi mà nói gì đâu mà em liên tưởng gì đâu á. Cái thằng quỷ này nó tại là giờ mày giúp tao mày chặt xong mày giờ là làm phụ mày đi. Mô Phật. Em đang nói chuyện phụ mày bây giờ tâm được. Cứ nghĩ tới cái chuyện gì đâu không. Không hề nha. Để Tết giúp cho làm tiền. Chỉ có những người đen tối mới nghĩ rồi nói người khác nghĩ á chữ tôi à nó nói chồng tôi nói nghe nó nói kiểu đó đó em dám chữ ai em hiền mà cái cành cây khô này thì lấy ở đâu mà đẹp quá nữa cũng lâu mỹ cũng có hơn giờ tổng cộng nó tới chùa thầy cũng chặt 20 cây cũng có nữa. Đệ tử tôi giờ đi chặt hết rồi đi chặt rồi nó ngắt lá rồi nó chặt xong ngắt lá là còn
còn mấy nào phơi khô. Thì Tết thì chúng ta nhớ là bao lì xì nó lấy cái cọng chỉ hay cái kẽm cột xung quanh là hái cái lọc lì xì, là thường thường ha vừa tụng kinh bước qua giao thừa xong là 12 giờ 1 giờ là họ đến đông cho lắm chùa thầy, là thường thường Tết có thể 500.000 người họ đến họ hái từng cái lá lì xì họ hái lọc đầu năm là bao lì xì. Ủa thầy gần năm mấy cây hai bên hai chánh hai cổng chùa này rất là lớn để hái lì xì, còn trong chánh điện là dành tụng kinh cho những người tụng trong chùa, còn ngoài dành cho ai đến cũng hái lọc. Tết thì thầy mở cửa rộng ra. Trước hai cây là thầy không có, đúng không? Có hai cây ở trước nữa là hai cái cây ngoài đường trước cây cổng chùa vô và hai chánh điện hai vô. Nên tất cả chúng ta Tết trưng mai mà nếu may thật thì phải 200 triệu, còn hở may giả thì ít nhất cũng 50 triệu. Cái tiền là trang trí hoa hoang rồi bông rồi những cái dụng cụ, nó tóm gọn là cái cây hái lộc cực kỳ đẹp. Tiền phải bỏ vô bao lì xì, nhà giàu thì bỏ vô 50, nhà nghèo chùa thì khoảng 5.000 hoặc là 10.000 tiền mới, còn nghèo nữa Tết không có thầy đổi ra 10.000 được 10 tờ giấy ngàn, mà giờ ngàn tính tiền mới. Cây hoa, cây đào, cây mai, bánh chưng, bánh dày, bà con ơi, Tết dây chai dép bề có ai bán không bà con ơi, chùa tôi giờ khổ quá, lụm dây chai với lon bán kiếm tiền mua mai chưng chùa. Thầy thơ đọc lại cho em quen bán khúc đó đi thầy. Thầy đọc lại thầy khúc này á. Hồi nãy em khâu, khâu y. Đấy. Đừng đọc lại thầy. Thầy, tới sao rồi? Tới sao là đã qua, lặp lại đi lặp lại nó không hay đúng không? Đúng rồi. Đấy, gì rồi. Nè, giờ Tết này đó, giờ tiếng cái này nè, làm những cái gì tôi hát đây nè, hát bông nè. Ủa xưa thầy đi khất thực kiểu gì thầy thử?